Ok, nên hôm nay rất là may mắn khi mình trải nghiệm ba sản phẩm mới nhất của Dell và HP cao cấp đến từ Mỹ luôn. Thì đầu tiên là con máy Latitude 430, màn cảm ứng, phím đồ rất là đã. Riêng mình thì mình thích con này nha. Về tổng quan thì nó rất là nhẹ, bởi vỏ ngoài là carbon, còn hai con này là vỏ ngoài bằng kim loại rất là cao cấp. Con Netbook này thì nhìn rất là nam tính, riêng con này thì nó lại cá tính một xíu, còn nữ thì phù hợp với những cái chiếc máy như vậy, mỏng nhẹ, nhìn rất là sang trọng. Về con HP này thì chạy chip i7 thế hệ thứ 11, màn cảm ứng bảo mật hai lớp luôn. Con này thì cũng là i7 thế hệ 12, màn cảm ứng cũng bảo mật vân tay hai lớp. Còn con này là i7 thế hệ 12, màn hình con này rất là đẹp nhưng không có cảm ứng nha. Về mình thì mình thích con này, nên là nó kỹ con này xíu, hai con này bỏ qua bên. Con này về ngoại hình thì rất là nam tính, chắc chắn, vỏ carbon, thân kim loại, bàn phím đồ bấm rất là nhạy. Cái này thì tầm giá tầm khoảng 24 triệu, thì rất là phù hợp với bạn nào mà làm văn phòng. Con này thì hơi cao cấp một xíu, tầm khoảng 34 triệu, thì ai có điều kiện thì guốc con này rất là sang trọng, rất là sang trọng, màn hình cực kỳ đẹp luôn. Còn về con HP này thì nó rất là nam tính, rất là mạnh mẽ, đường nét góc cạnh Netbook thì là quá là nổi tiếng rồi. Về độ cao cấp của Mỹ, đây là những con máy nhập từ Mỹ hết, nên là nó sẽ có những cái đặc trưng của Mỹ, ví dụ như là cái nút này rất là thoải mái cho bạn sử dụng. Để tất cả đều RAM 16 hết, đều có thể nâng cấp về sau. Nãy giờ thì chỉ là cái góc nhìn cá nhân của mình về những chiếc máy này thôi. Còn về cái quan điểm mọi người đi mua thì chắc chắn là sẽ chọn những chiếc nào mà thật sự là uy tín một xíu, nó thâm niên một xíu để mình có thể về sau nữa. Tại những cái máy này đều giá trị rất là lớn, rất là cao, thì về sau những cái chỗ nào mà nó uy tín, nó có thâm niên thì sẽ hỗ trợ bạn về kỹ thuật, phần mềm, phần cứng.